Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Văn Thế Web. Trong video ngày hôm nay, Thế sẽ chia sẻ cho các bạn cách chúng ta đăng ký một tài khoản AssetTrade. AssetTrade là một trong những nền tảng tiếp thị liên kết, nó có thể là một cái sàn lớn thứ nhất, thứ hai Việt Nam hả các bạn ha. Thì khi mà các bạn có một cái sở trường, có một cái đam mê, có một cái sở thích gì đó, hoặc là chúng ta sở hữu những cái kênh Facebook, hoặc là cái kênh YouTube, TikTok, thì các bạn hãy dùng những cái thế mạnh của cái nền tảng mạng xã hội hoặc là cái website của chúng ta. Các bạn đăng ký một cái tài khoản, chúng ta lấy những cái sản phẩm từ Shopee, Tiki, Lazada, các bạn chia sẻ trên đó. Rất là nhiều người họ có nhu cầu cần thôi các bạn ha. Thì chúng ta gắn cái đường link vào, khách kích vào thì chúng ta sẽ được cái phần hoa hồng khi mà khách mua hàng, khách thanh toán thôi các bạn ha. Có rất là nhiều cái khoản hoa hồng nó cực kỳ hấp dẫn và nó sẽ giúp cho các bạn kiếm tiền online tại nhà một cách rất là đơn giản ha. Và làm sao để đăng ký được một cái tài khoản AssetTrade để kiếm tiền online trong cái thời buổi 4.0 ngày hôm nay, thì video này tôi sẽ giúp các bạn tạo một tài khoản và hướng dẫn sử dụng AssetTrade ha các bạn ha. Ok. Khi mà các bạn đăng ký thành công thì các bạn sẽ vào bên trong hệ thống, chúng ta sẽ xem được những cái phần deal cực kỳ hấp dẫn và chúng ta tham khảo thử nhé. Rồi ok, thì các bạn xem thử cái nền tảng của AssetTrade các bạn ha. Khi mà chúng ta đăng nhập thành công vào bên trong rồi ha, thì nó sẽ cho chúng ta những cái phần trăm ở đây rất là hay ha các bạn. Ví dụ như chúng ta chia sẻ những cái đường link trên Shopee, ai mà mua cái gì trên Shopee thì chúng ta có được 10%. Lazada nó cho chúng ta tới 26.4%, tức là khi mà chúng ta chia sẻ một cái sản phẩm nào thì khi mà bán được 1 triệu thì chúng ta được 260, bán được 10 triệu thì chúng ta được 2.6 triệu thôi các bạn ha. Nó sẽ tính theo như vậy. Và ở trong này nó có rất là nhiều cái nền tảng, nào là Samsung, nào là Fado, nào là Waskara. Nếu mà các bạn có thế mạnh về làm đẹp thì chúng ta sẽ tìm tới khu vực là chiến dịch ở đây. Và cái chiến dịch nó bao gồm rất là nhiều loại. Nếu mà chúng ta rành về mobile app thì chúng ta sẽ tạo những cái tài khoản. Các bạn thấy rất là nhiều người trên internet họ chia sẻ về cái cách là tạo tài khoản MB Bank, hoặc là cái cách mà chúng ta tạo ra tài khoản VB Bank. Thì mỗi lần chúng ta chia sẻ như vậy, có một người đăng ký thành công, chúng ta sẽ nhận được 107.000. Và có rất là nhiều tài khoản nó còn hay hơn như vậy nữa hả các bạn ha. Nó còn có cái phí cho chúng ta cao hơn như vậy nữa, thì các bạn xem từng cái thể lệ chi tiết ở trong khu vực này. Rồi ngoài ra mà nếu các bạn có cái ngành khác, các bạn có cái sở trường khác, thì chúng ta có thể chọn ở đây là ngành viễn thông, ngành làm đẹp, hoặc là bất động sản, hoặc là giải trí thì chúng ta. Ví dụ các bạn đam mê về làm đẹp, hoặc là các bạn đang là mẹ bỉm sữa, chúng ta muốn làm những cái phần này về cái nội dung này để cho chúng ta thuận tiện cái vấn đề là chúng ta chăm con ở nhà, chúng ta vẫn kiếm được tiền. Thì các bạn thấy khi mà chúng ta chia sẻ lên những người mà ta sử dụng những cái dịch vụ trên này thì chúng ta có được cái lượng hoa hồng là 840.000 cho mỗi lượt họ đăng ký thôi các bạn ha. Rồi trong cái phần này thì nó để rất là cụ thể tất cả những cái hạng mục và thu nhập của chúng ta. Mỗi lần chúng ta giới thiệu thành công cho một người nào đó thì chúng ta có một cái tỷ lệ hoa hồng rất là đẹp thôi các bạn ha. Rồi thì AssetTrade nó là một trong những nền tảng kết nối tất cả những doanh nghiệp lại, giúp cho chúng ta chia sẻ đường link đi, tất cả mọi người mua hàng đều có hoa hồng thôi các bạn ha. Cái thằng này nó không phải là đa cấp, không phải là lừa đảo nha các bạn. Có nhiều bạn còn nói AssetTrade hay là những cái thứ này nó lừa đảo. Không phải, đây là một trong những cách chúng ta giới thiệu link. Thì ví dụ như cái doanh nghiệp họ bán một cái sản phẩm 1 triệu, thay vì họ bán 1 triệu đúng không, thì họ sẽ sẵn sàng chia ra vài phần trăm để họ trả cho nền tảng AssetTrade này, và AssetTrade này nó sẵn sàng chi ít phần trăm ra cho các bạn để các bạn làm quảng cáo cho họ ha. Thì khi mà các bạn làm quảng cáo cho họ thì tất cả mọi người đều có lợi, khách hàng của các bạn mua qua cái đường link của các bạn được giảm giá, và những cái người mà người ta bán hàng, người ta bán được số lượng lớn, và sàn này họ vẫn kiếm được tiền và chúng ta kiếm được tiền. Thì sân chơi này làm cho 4 người đều win hết rồi các bạn ha. Người mua, người bán, người làm sàn và cái người doanh nghiệp đều, tất cả mọi người đều bán được hàng, đều happy hết. Thì do đó nó mới bền vững tới ngày hôm nay. Đây là một trong những cái nền kinh tế chia sẻ, sharing economy ha các bạn ha. Nếu mà các bạn có lên trên internet, các bạn tìm kiếm thì các bạn gọi với mình cái keyword là sharing economy, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn cái quá trình là giữa 4 bên này hợp tác như thế nào. Đó là cái quá trình mình nói sơ bộ cho các bạn hiểu. Ok, bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu vào cái vấn đề tạo ra một cái tài khoản trên AssetTrade để các bạn kiếm tiền ngay ngày hôm nay ha. Dù mưa gió bão bùng hay là dù dịch bệnh, các bạn ngồi ở nhà vẫn kiếm được tiền online nhé. Bắt đầu thôi, let's go. Rồi ok, bước đầu tiên các bạn sẽ truy cập vào cái đường dẫn vanthiweb.com/AssetTrade giúp mình ha các bạn ha. Chúng ta mở bất cứ cái trình duyệt nào mà chúng ta sử dụng, các bạn gõ cái đường link này vào, nó sẽ đẩy cho các bạn đến đúng cái nơi mà chúng ta đăng ký cái tài khoản miễn phí. Rồi ok, đây là cái đường link đăng ký ha các bạn ha. Thì đường link đăng ký mình có để phía bên dưới để cho các bạn tiện đăng ký ha. Chúng ta kích vào và chúng ta sẽ đi tới cái đường dẫn là AssetTrade. Đây là một trong những nền tảng tiếp thị liên kết đứng số 1, số 2 ở Việt Nam. Thì các bạn biết khi mà chúng ta muốn tiếp thị liên kết cho bất cứ những cái ngành nghề, những cái mặt hàng nào ở trên sàn thương mại điện tử như Tiki, Shopee, Lazada,
hoặc là chúng ta tiếp thị liên kết cho những cái ngành hàng khác, những cái đơn vị khác, thì chúng ta hãy đăng ký vào Axitrade. Axitrade nó là một trung tâm tập hợp tất cả mọi cái ngành nghề ở đây, thì chúng ta chỉ cần lấy thông tin link sản phẩm của đơn vị này chia sẻ cho nhiều người, cho những cái tệp khách hàng của chúng ta trên Facebook, YouTube hoặc là trên Zalo, TikTok tùy chúng ta. Khi mà khách hàng click vào mua sản phẩm thì ở đây chúng ta sẽ có cái lượng hoa hồng hả các bạn ha. Rồi, trong cái khu vực này chúng ta sẽ đặt tên ha, chúng ta sẽ gõ tên của chúng ta vào. Đó. Các bạn cứ gõ có dấu bình thường, ở đây chúng ta nhập số điện thoại vào hả các bạn ha. Rồi, ở đây chúng ta nhập email vào. Ok, các bạn sẽ tạo cho nó một cái tên đăng nhập ha, Văn Thế Web. Rồi, mật khẩu chúng ta nhập ở đây. Mật khẩu các bạn đặt ký tự phức tạp ha. Rồi ở đây chúng ta nhập mật khẩu lại một lần nữa nha. Rồi đến bước này thì chúng ta chat vào tôi đồng ý và tôi đồng ý ha. Tôi không phải là robot, các bạn chat vào những thông tin như thế này. Sau đó các bạn sẽ bấm vào cái nút đăng ký ở đây. Rồi ok, nó báo cái số điện thoại này của mình đã bị đăng ký rồi ha. Rồi nó báo cái số điện thoại này của mình đã đăng ký một tài khoản trước đó rồi, mình sẽ cập nhật một cái điện thoại khác. Rồi mình sẽ đổi lại một cái số điện thoại khác ha các bạn ha. Các bạn bấm vào cái nút đăng ký ở đây. Ok, đến bước này là nó xuất hiện ra cái chữ là link đăng ký, nó đã gửi qua email cho chúng ta. Thì các bạn giúp mình mở cái email lên ha các bạn ha. Chúng ta mở cái Gmail của chúng ta lên. Rồi ở đây nó gửi cho chúng ta một cái email confirm để chúng ta xác nhận lại. À, xin chào ông Nguyễn Văn Thế. Hãy kích hoạt tài khoản trong vòng 24 giờ. Đừng quên kiểm tra email ha để đọc được những hướng dẫn. Bây giờ chúng ta sẽ thấy cái nút là kích hoạt tài khoản ở đây. Chúng ta kích vào. Rồi, ở trong cái khu vực này chúng ta sẽ login lại một lần nữa ha các bạn. Chúng ta bấm vào kích hoạt tài khoản. Ok, các bạn đợi cho nó kích hoạt ha. Rồi, khi mà chúng ta kích hoạt thành công thì bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập vào ha các bạn ha. Mình sẽ đăng nhập vào cái khu vực này. Chúng ta nhập user, password vào. Rồi chúng ta sẽ bấm vào nút đăng nhập. Đến cái bước này thì các bạn thấy trên này nó có phần tiếng Anh, tiếng Việt. Chúng ta chọn một tiếng Việt nè. Nó chào mừng chúng ta gia nhập vào đại gia đình Astray. Rồi chúc mừng các bạn đã đi tới cái ngưỡng cửa kiếm tiền online, bán hàng kinh doanh không cần sản phẩm hả các bạn ha. Chúng ta bấm vào bắt đầu thôi. Nó hỏi là kinh nghiệm chạy tiếp thị liên kết của bạn nè. À, đã từng chạy doanh thu dưới 1 triệu hoặc là trên 50 triệu hoặc là cái gì đó, chúng ta chọn vào đúng ha. Rồi ok. Chạy tiếp thị liên kết thông qua những hình thức nào? À, mình sẽ chạy quảng cáo nè, thông qua network nè, rồi xong qua ứng dụng nè, hoặc là qua website, qua sàn thương mại điện tử hoặc là qua chia sẻ nè. Chúng ta chọn những cái thông tin đó rồi chúng ta bấm tiếp theo. Rồi tiếp theo ở đây nó sẽ yêu cầu tiếp theo ở đây nó sẽ yêu cầu chúng ta là về đích nào, hãy cho Astray biết thêm về kênh của bạn. Ok, chúng ta có kênh gì ở đây thì các bạn điền vào ha. Ví dụ ở đây mình có một cái kênh YouTube thì mình sẽ vào đây, mình sẽ lấy cái link kênh YouTube của mình này các bạn, đó, copy, rồi chúng ta thả vào đây. Tiếp theo trong cái phần dạng tiếp theo trong cái phần là dạng quảng cáo của bạn là gì thì chúng ta chọn vào Google Ads nè, hoặc là những cái phần nào chúng ta chạy thôi các bạn ha. Rồi điền thông tin tên ADS Network, nếu mà có thì chúng ta điền vào, còn không chúng ta bỏ trống nha. Dạng website sử dụng của các bạn là dạng gì? À, mã giảm giá nè. Rồi, hoặc là website so sánh tin tức nè. À, các bạn điền web của chúng ta vào. Ví dụ như là Văn Thế Web đi. À. Rồi, ví dụ như mình lấy cái đường dẫn là Văn Thế Web ha, mình sẽ nhập vào đây. Đó. Ok. Tôi là nhà bán sỉ trên sàn thương mại điện tử. À, không có thì chúng ta bỏ trống, chúng ta bấm vào cái nút tiếp tục ha. Rồi, ok, đến cái bước này nó chúc mừng chúng ta đã về đích thành công rồi. Bây giờ chúng ta bấm vào chạy liền tiền ngay nào. À, chúng ta sẽ bấm vào đây. Ok, chúng ta bấm vào tham gia group hoặc là chúng ta bấm để sau ha. Tham gia vào group á, thì nó đẩy cho chúng ta tới một cái link của Astray, gia nhập tới cái cộng đồng ở trên này để chúng ta cập nhật những cái phần hay ở trên này ha các bạn ha. Rồi chúng ta bấm vào cái chữ để sau thì nó sẽ di chuyển tới cái nền tảng của Astray. Ok, trong tất cả những cái khu vực này các bạn sẽ nhìn thấy có phần chiến dịch nè. À, ở đây chúng ta sẽ có rất là nhiều ngành nghề các bạn thấy chưa? Nếu mà các bạn có cái thế mạnh về thương mại điện tử đúng không? Chúng ta bấm vào đây. Tiki, Shopee, Lazada, tất cả mọi sàn, kể cả những cái sàn con cưng hoặc là các bạn có cái thế mạnh, nếu mà các bạn là bà mẹ bỉm sữa thì các bạn có thể đăng ký những cái ngành là con cưng nè, hoặc là thời trang để chúng ta làm tiếp thị liên kết ha các bạn. Có rất là nhiều bạn làm tiếp thị liên kết thông qua kênh YouTube trên internet, nó rất là thành công luôn ha các bạn ha. Nếu các bạn có cái sở trường hoặc là chúng ta có một cái sở thích nào đó thì chúng ta sẽ chọn lĩnh vực để chúng ta làm tiếp thị liên kết.
À, các bạn thấy tất cả mọi thứ nó đều nằm ở trên này hết luôn hả các bạn? Rồi các bạn sẽ đọc thông tin như thế nào? Ví dụ như mình thấy ở đây Shopee, thì khi mà các bạn gắn cái đường link này vào nè, nó sẽ cho chúng ta 10% hoa hồng hả các bạn ha. Cookie là 30 ngày, tức là như thế nào? À, khi mà khách hàng click vào đường dẫn của chúng ta để mua hàng nhưng mà họ chưa mua liền, trong 30 ngày đó họ quay trở lại Shopee họ mua hàng thì họ sẽ thanh toán. Sau đó chúng ta sẽ nhận được phần trăm là 10% tiền hoa hồng. Các bạn hiểu không? Ví dụ như 10 triệu thì chúng ta nhận về 1 triệu. 100 ngàn thì chúng ta nhận về 10 nghìn như vậy ha các bạn ha. Rồi Tiki nó còn chơi đẹp hơn, nó cho tới 13.5% ha các bạn. Lazada nó chơi tới 26.4%. Các bạn thấy kèo nào thơm thì các bạn bấm vào chúng ta tiếp thị liên kết thôi các bạn ha. Rồi còn rất là nhiều cái sàn khác nó nằm ở phía dưới này để chúng ta tham khảo. Bên ngoài này nó có rất là nhiều hạng mục, ví dụ như các bạn làm về dịch vụ giáo dục đi thì chúng ta kích vào đây. Nếu mà các bạn chia sẻ những khóa học của Unica các bạn, nó cho tới 42%. Nếu các bạn có một cái lĩnh vực các bạn là chuyên môn về bác sĩ, chứ các bạn chuyên môn về một cái ngành nào đó, thì đây là một trong những cái tiềm năng để giúp cho các bạn kiếm được tiền online hay các bạn ha. Rồi giáo dục tiếp theo chúng ta sẽ chọn một số cái nữa, ví dụ như các bạn đam mê về làm đẹp đúng không? Tất cả những cái khu vực này nó bán cái thiết bị làm đẹp, mỹ phẩm làm đẹp, chúng ta có thể bấm vào chúng ta xem cái thằng nào nó cho hoa hồng tốt và sản phẩm của nó các bạn đã dùng rồi, các bạn có niềm tin rồi, các bạn đi review ha. Còn thằng nào chúng ta chưa có sử dụng thì các bạn hạn chế review, tại vì cộng đồng của chúng ta họ cảm nhận được ha, họ sẽ biết được chúng ta chia sẻ mà chúng ta đã dùng cái kiến thức hoặc là chúng ta đã trải nghiệm rồi, chúng ta chia sẻ là cho mọi người thì cái tỷ lệ người ta kích vào, người ta mua hàng, người ta ủng hộ chúng ta. Khi mà chúng ta chia sẻ thì không phải là người mà người xem người ta không biết link tiếp thị đâu các bạn, họ bấm vào để họ ủng hộ chúng ta. Rồi đó là những cái cách mà để chúng ta kiếm tiền qua tiếp thị liên kết, các bạn hiểu chưa? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký một cái sàn bất kỳ. Ví dụ như ở đây mình sẽ đăng ký vào cái sàn của thương mại điện tử đi. Rồi các bạn thấy của cái thằng Tiki hoặc là thằng Lazada này thơm quá, chúng ta bấm vào đăng ký nè, chúng ta đồng ý với điều khoản nè. Rồi bây giờ các bạn bấm vào chữ tạo link ở đây, đồng ý. Ok, nó sẽ cho chúng ta một cái khu vực tạo link thôi các bạn ha. Đó, đây là cái khu vực tạo link nè. Link gốc của chúng ta. Đây là link gốc của chúng ta. Ví dụ như các bạn vào Lazada. Rồi, vào Lazada đúng không? Ok, chúng ta sẽ lấy một cái đường link. Ví dụ như mình thích là iPhone 14 đi. iPhone 14. Ok, chúng ta sẽ kích vào đây. Lấy cái đường link này. Mình thấy cái thằng này ok. Bây giờ các bạn muốn chia sẻ cái iPhone 14 này thì các bạn lấy cái đường link này nè các bạn. Chúng ta sẽ quay trở lại cái nền tảng của thằng là Accetrade. Các bạn di chuyển vào đây, chúng ta gán vào. Sau đó các bạn bấm vào tạo link rút gọn. Rồi, nó sẽ xuất hiện ra chữ này. Chúng ta sẽ lấy cái link rút gọn này nè. Các bạn đi chia sẻ lên tất cả những nền tảng ha các bạn ha. Các bạn chia sẻ lên TikTok, Zalo, YouTube hoặc là tất cả những nền tảng nào mà chúng ta có thể, nếu mà được thì các bạn làm cái website chúng ta review những sản phẩm này, thì khi khách hàng kích vào thì các bạn sẽ có cái hoa hồng. Khách không mua ngày hôm nay nhưng mà 30 ngày sau họ mua thì các bạn vẫn có hoa hồng ha các bạn ha. Ví dụ như là 21 triệu này mà các bạn đem về 25% là hơi bị thơm nha các bạn nha. Mấy triệu bạc á, bán cái sản phẩm này nhiều khi không lời bằng tiếp thị liên kết đâu các bạn, chắc luôn. Các bạn nào bán hàng online thì các bạn biết rồi, nhiều sản phẩm bán là lỗ luôn đó, chứ không có lời đâu, tiền vận chuyển, tiền hoàn, rồi kính thưa các là thể loại tiền mà sàn nó thu chúng ta nữa. Các bạn hiểu ý chưa? Đó là cái cách chúng ta vận hành. Có một cái cách nó pro hơn, có một cái cách mà chúng ta làm tiếp thị liên kết pro hơn là các bạn lên YouTube á, các bạn gõ vào là tạo website tiếp thị liên kết Văn Thế Web. Các bạn xem, các bạn nghiên cứu cái video này nè. Mình mới làm, mình chia sẻ cho các bạn trên này để cho các bạn biết được cái cách mà làm ra một cái web nó tự động luôn các bạn. Đây mình có gắn một cái link demo trên này cho các bạn xem thử nè. Đây rồi, link demo này là một trong những cái link mà chúng ta sẽ gắn cái mã vào. Ví dụ như ở đây có cái phần này chúng ta kích vào nè, khi mà khách hàng kích vào chúng ta dẫn cái đường link này qua Tiki đúng không, thì khách mua cái gì bên này thì chúng ta đều có hoa hồng hết, hoặc là bên Shopee thôi các bạn ha, hoặc là bên Shopee đó, quay trở lại đây, hoặc là tên tất cả những cái nền tảng Lazada, Shopee. Chúng ta có thể là tạo ra những cái so sánh giá nữa các bạn. Rồi các bạn có thể tạo so sánh giá ở đây, ví dụ như là iPhone 4 ở cái thằng Lazada, rồi thằng Tiki, thằng Shopee, chúng ta có thể liệt kê ra đây, thì khi khách bấm vào khách mua đường nào chúng ta cũng có cái phần hoa hồng hết rồi các bạn ha. Rồi ok, đó là cái phần mà giúp cho chúng ta vừa biết được đăng ký Accetrade, sau đó dùng Accetrade để chúng ta tiếp thị liên kết.
Như vậy là chúng ta đã hiểu được cái quy trình rồi. Ok, đến đây thì Thế đã chia sẻ cho các bạn đăng ký thành công cái tài khoản Xtrade để các bạn bước vào ngưỡng cửa kiếm tiền từ tiếp thị liên kết Affiliate Marketing. Rồi các bạn đừng quên đăng ký kênh của mình để nhận được tất cả những cái thủ thuật tiếp theo về Affiliate Marketing, về SEO và kiếm tiền online cũng như Digital Marketing mà mình thường xuyên chia sẻ trên kênh nhé. Xin chào, xin gặp lại các bạn. Xin cảm ơn.